chỉ quay máy lên là để vậy là tứ thôi chứ không cần lên ga. Hồi chưa hết trơn, hệ thống này là khoảng 200 mấy chục bét, không 260 270 gì đó, là tại chú phụ tứ một cái là tôi phủ hết bờ luôn nha. Thì những bà con ở đây người ta thấy sao mà cái bét này là người ta nói là không có đủ khả năng để mà ướt, nhưng khi chú làm mà rất là hiệu quả. Cây sầu riêng của chú là cái cách cây mấy mét chú? 7 mét, nhưng mà chú tứ phủ nữa nha, sầu riêng gốc đó, 1 mét, rồi chính giữa là tứ phủ bờ á, là mấy cây cao là tứ phủ bờ nè, đó có phủ bờ nữa. Vậy là nếu như tính như vậy thì cô chú chắc tầm khoảng 140 mét. Trời ơi, trên 200 mấy lận. 200 mấy lận. Ừ, 200 mấy chục mét lận. Lần đó là cái máy bơm này chạy một lần là hết luôn. Hết luôn. Hết luôn. Một cái bây giờ là chỉ chạy anh Tý thôi, tại máy này khả năng quá lớn. Chỉ quay máy lên là để vậy là tứ thôi chứ không cần lên ga. Nhưng mà ý là chú gắn cái lỡ mua cái bu ly nó hơi nhỏ, nếu chú đổi bu ly bự nữa là nó còn dữ nữa. Tại vì cái máy này nó tới nó thừa khả năng dữ lắm. Cái khả năng này là khả năng mấy chú nhớ? Cái này không biết khả năng mấy nữa. Cái dân thể là khả năng ta? Này khả năng. Khả năng hả? Khả năng ly tâm. Này 200 ngoài bét. 200 ngoài bét để tứ phủ. Nhưng mà chú thêm có thêm nữa là cái bây giờ là nó hơn 300 mà. Đúng rồi, có nằm 300 có trên. Hồi xưa làm hết trơn cái hệ thống tưới này bao nhiêu? Chưa hết trơn, hệ thống này là khoảng 200 mấy chục bét, không 260 270 gì đó, là tại chú phụ tứ một cái là tôi phủ hết bờ luôn nha. Như vậy đó là bắt đầu bây giờ sầu riêng lớn thì chú mới thêm vô gốc là mỗi một bét chú dời ra cho nó ướt gốc sầu riêng. Trước là tứ phủ, trong gốc thì nó ướt không nhiều. Trong gốc sầu riêng vẫn có, nhưng mà phủ bờ hết, chanh và hạnh là phủ hết. Nó phun sương đều hết, coi như là chú chạy cái là như mưa trắng vậy đó. Nhưng mà những người tưới thêm cho sầu riêng nữa thôi. Sầu riêng đặc biệt một gốc của nó riêng, một bát riêng của nó. Rồi toàn bộ bờ là phủ hết toàn bộ. Thì những bà con ở đây người ta thấy sao mà cái bát này là người ta nói là không có đủ khả năng để mà ướt, nhưng khi chú làm mà rất là hiệu quả. Ở dưới này cũng có một người làm. Là đây tham khảo xong rồi họ mới về dưới hoa thấy làm. Thôi không có tham khảo, nhưng mà họ đi tự đi mua, họ về họ làm nhưng không hiệu quả. Là họ tứ là họ sẽ phá từ từ. Thứ hai nữa, họ chỉ là tích lũy, là họ không đem một cái lọc biệt nhạc mà tứ không có phun được. Còn ở đây thì như mà lúc mà chú ở với giường thường ha, là mỗi buổi sáng tới khoảng 15-20 phút trở lại, 15 phút rồi là thôi, ngày sau cũng vậy, mà mỗi ngày mỗi tưới nha, là hầu như là đất của chú nó im giữ im hoài đều hoài, nó không bao giờ khô. Nước thì thấy không ra nhiều thật hả? Nhưng mà nó giữ ẩm tốt. Nó giữ được ẩm hoài. Cây theo chú thấy là nó có thiếu nước không? Không thiếu nước, hình như là năm rồi là nó mới phát triển vậy nè. Rồi tới năm nay là hôm nay là tại chú vô mùa dịch này chú không qua được. Túng thiếu về tài chánh quá rồi chú mới bỏ đi làm, không ít là được. Bây giờ nhờ giả người ta gặp khó. Bây giờ chú muốn qua cái hệ thống tự động, đặng chú tự điều khiển. Có nghĩa là nhờ người ta. Vườn mình ở đây. Nhà mình thì Cần Thơ. Nhà Cần Thơ. Mà ngay đợt dịch gần 4 tháng chú không qua tới lui luôn. Cây sầu riêng nhìn chung bây giờ nó đang bị thiếu nước đó, do khoảng thời gian dài mình không có tưới nên nhờ nước trời không à. Mà thông thường thì có đây sẽ có người vận hành tưới giùm mình. Lúc trước có người tưới, nhưng bây giờ người đó cũng đi làm rồi, qua dịch này cũng khổ trơn, ai cũng đi kiếm tiền hết trơn, nó bỏ mẹ trơn, nó nguyên cái giường nó bỏ bên kia, thì nó cũng dự định là kêu một tuần xuống lắp gáp nữa đó. Rồi bây giờ tới Tết tới rồi phải đi kiếm chút đỉnh tài chánh đi xây Tết. Bởi vì chú quyết định là kéo điện để mà mốt lần. Đúng rồi, kéo điện ra đó, kéo điện ra qua hệ thống tự động. Chú làm tự động không thì... theo chú nghĩ á, tại vì thằng Tùng nó muốn làm là không mất uy tín nó luôn, là nó gắn cái ba người. Theo chú nghĩ như cái hai người gửi sạc vẫn được, hoặc hai người sạc cũng được. Hai người thì mình tưới thời gian hay lâu chút, nó vẫn phun giáp nha chứ không phải là không. Nhưng mà ví dụ như thường thường này mạnh á,
thì như cái máy cái bơm khả năng này á, thì thay vì chú tưới 15 phút thì cái hai ngựa hoặc hai ngựa rưỡi chú thấy tưới 25 phút hoặc 30 phút thì nó cũng vẫn thấm đều hết. Nhưng mà thằng Tùng thì nó thấy là nếu mà đổi cái này với cái kia cho là giống như nó ý của nó là thôi chú làm cái bằng ngựa luôn, làm cái bằng ngựa luôn. Thì nó cho nó mạnh, người ta đi qua đi lại người ta thấy quay bét nó quay gì người ta cũng không có nói. Chứ ở dài dài đây người ta cũng có xài mà ta không có xài cái loại này, ta xài ống bình minh đó, ống bình minh bét ốc chích. Nhưng mà chia nhiều lần người ta chạy lần đâu hết, không có chạy chạy nhiều lần. Thứ hai nữa theo chú suy nghĩ ở đây mà nếu xâm nhập mặn á là mấy người nó chết. Nó không đủ nước tưới, không đủ nước tưới. Còn ở đây nè, chú tưới thường thường là mùa kia chú tưới cái vuông bên đây không hết nước, nó đừng lấy vuông bên đây thì chú dự trữ bên đây một vuông, trong đó con vuông này vuông. Mà chú dự trữ thí dụ trường hợp nước mặn mà thông báo đài thông báo mặn phải không, là chú lấy máy chú bơm vô, chú bơm vô đóng lại giữ hết mấy vuông này cái tầm mình tưới từ từ. Nếu mà cái mấy vuông này mà chú tưới mấy vườn của chú 3 tháng thì hết nước nữa. Nó tưới 3 tháng 2 tháng thì hết nước nữa. Còn những cái vườn đó mà nếu mà nó xài cái kiểu đó là tưới trong vòng bảo đảm tháng nắng, tưới trong vòng 15 ngày là hết nước. Không bao giờ, vì con thấy là nó quá trời thừa nước. Nó phun thừa nước mà nó đâu có ngắm được. Đây, này là N3 nè, vườn N3 nè. Vô là 60, ra là 49, biến là 60 nè. Chu ly này bao nhiêu ta? Chu ly 1 tấc à. 1 tấc hả chú? 1 tấc 2 tấc, đúng ra nó 1 tấc 3 tấc là cái máy này chỉ quay lên thôi chứ không cần lên da. Bây giờ là chú nhóm ga nhẹ thôi đúng không? Nhóm nhẹ. Quay cho nó, quay cho thử coi cái lọc nằm trong nha. Dạ, lọc nằm trong nhà. Chú chạy bằng cái đầu bơm khả năng 3. Thực tế rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là nó chỉ có là cái đầu ga là 49 thôi, nhưng mà chạy tổng cho vườn này là tầm khoảng 300 bét hơn, 350 bét đó. Hồng hút của máy bơm là 60. Đây là bét MK88, lưu lượng nước là 90 lít một giờ. Sử dụng phương án tưới phủ kết hợp lại tưới gốc, mỗi gốc sầu riêng 1 bét nha quý vị. Đây, MK88. Sử dụng máy dầu chạy đầu bơm khả năng 3. Đầu bơm này cái công suất của nó lưu lượng thì tầm khoảng có từ 25 đến 35 khối một giờ thôi. Áp rất là tốt. Ga là các bạn có thể thấy nè, đang nhóm ga nhẹ rồi nè. Tưới buổi trưa như vậy là cũng không có tốt nha quý vị. Nhưng mà tại vì do quay video cho tất cả các bạn chúng ta xem thử á, nên chúng tôi vận hành chút xíu thôi rồi chúng tôi tắt. Chứ thật ra thì tưới như vậy buổi trưa nó không có tốt cho trọ cây. Tại vì nắng nóng như vậy là một trong những cái điều kiện mà làm cho rễ nó bị ảnh hưởng nha. Không, mặc dù là quay buổi trưa nhưng mà chúng ta thấy cái độ sương, có nghĩa là độ lượng nước ra, độ mịn của nước rất là mạnh nè. Áp khá là tốt, áp tầm cỡ này tầm khoảng 2kg hơn đó các bạn. Vâng, đến đây thì chắc có lẽ là một vài thông tin của cái vườn nơi đây lắp cái phương án tưới phủ kết hợp với lại tưới gốc cho cái sầu riêng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh Nông nghiệp Mekong để cập nhật những video mới nhất về hệ thống tưới, hệ thống phun thuốc tự động và những kỹ thuật nông nghiệp liên quan. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.